Dạ thưa đại chúng, Đức Phật ngày xưa đó, khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài thường nói với các đệ tử là: này các thầy hãy lên đường. Các thầy hãy lên đường vì chúng sanh mà giáo hóa. Và các thầy đừng có đi chung một chỗ, mà các thầy nên chia nhau đi. Tại sao? Tại vì con người ở khắp nơi, thì mình phải mang Phật Pháp đến khắp mọi nơi. Ngày hôm qua buổi chiều Pháp Hòa có một cái buổi phỏng vấn, hôm kia có một buổi phỏng vấn của một ông người Mỹ. Ông đang có ý muốn làm một cái documentary, tức là một cái bộ phim tài liệu về Phật giáo. Thì ông hay tin đó, là Pháp Hòa đang làm những cái công trình xây dựng trung tâm tu học, cũng như là bảo tượng Đức Phật. Ông tìm đến ông phỏng vấn. Thì ông mới nói rằng: tôi có gõ tên của thầy lên YouTube, và tôi thấy rằng thầy đi khắp nơi, và ở đâu cũng rất là đông Phật tử. Và tôi cũng đã từng nghiên cứu những cái bài, những cái sách vở về Phật giáo, thì tôi thấy rằng Phật giáo gần đây Phật tử rất là đông và tu tập. Và ông hỏi Pháp Hòa: chứ thầy có biết lý do không? Thầy có biết tại sao mà bây giờ Phật tử người ta tu tập khá được vậy không? Thì Pháp Hòa mới nói rằng: theo tôi nghĩ á, trước hết là tôi phải cảm ơn cái hệ thống truyền tin Internet. Tại vì nhờ có Internet mà bây giờ tất cả các cái bài giảng của các thầy không phải ở một nơi, mà tất cả các thầy giảng mà có quay phim, mà bài giảng đó thiết thực lợi ích, đều tải lên trên mạng và cho tất cả mọi người đều nghe. Và cái đặc biệt là ngày nay Phật tử chúng ta hiểu đạo Phật một cách khác rồi, không có còn hiểu đạo Phật như ngày xưa nữa. Ngày xưa quý vị hiểu đạo Phật là cúng bái thờ lại van xin, nhưng ngày nay quý vị biết rằng cái đó nó có, nhưng mà nó gốc rất nhỏ của đạo Phật. Mà cái chính yếu mà quý vị đã hiểu được đạo Phật là đạo Phật không phải là một đức tin tôn giáo, mà đạo Phật là một con đường tu tập chuyển hóa để chúng ta sống tốt. Tất cả chúng ta, con người, không có nói đạo gì ha, tất cả chúng ta, chúng ta vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mặc, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng chúng ta thiếu cái chánh niệm, cái tỉnh thức. Cho nên mình ăn không có chánh niệm thì thân bệnh, mình nói không có chánh niệm thì mang họa, mình hành xử không có chánh niệm thì gây đau thương, khổ đau cho mình, cho người. Vậy thì đạo Phật là một education, một cái education để educate, một cái giáo hóa, một cái hướng dẫn để cho chúng ta nói, sống, hành động có chánh niệm. Ví dụ như mình có bó hoa, mình không biết cắm thì mình lãng phí bó hoa. Thì bây giờ Phật giáo chỉ cho mình cách cắm hoa, cắm như thế nào không phí hoa mà có nghệ thuật mà đẹp. Thì nhiều khi á, mình chỉ cần có một chút nghệ thuật thôi là tự nhiên cái bình hoa của mình nó tốt. Ví dụ quý vị cắm cái hoa lê dên, tức là mình hay kêu là Huệ Đà Lạt á, mùa hè ở đây mình nhiều lắm. Nếu mình chỉ mua về mình để vô trong bình á, thì nó sẽ như vậy cho đến chết mà nó không hề thay đổi. Muốn cái hoa nó đẹp, mình mua về mình vặn nước ấm và mình cắt xéo cái hoa cắm vô để nó rút cái nước lên. Tại vì khi mình cắt như vậy á, là cái nhựa của nó bít cái lỗ nó, chân lông nó rồi, bít cái lỗ hoa rồi. Rồi ta để trong tiệm nó khô rồi, nó khô cái mặt ở ngoài rồi, mình về mình cắm nó không rút nước. Cho nên mình về mình sắc xéo một cái nữa để mình làm cho nó mới lại, để nó rút cái nước lên, mà phải nước ấm. Đồng thời ở trên cái thớp
cái chớp hoa đó, mình tẻ nó ra, mình ngắt cái đầu trên đó đi. Để làm chi? Để nó nở đều cái hoa. Nếu mình không ngắt cái đầu đó, hoa nó nở không có đều. Cái nào nó nở được nó nở, còn không là nó búp búp cho tới nó tàn mà héo. Có nhiều khi mình mua bình hoa về mình cắm mà không thấy nó nở, tại vì mình thiếu cái chút chăm sóc đó. Vậy thì con người của chúng ta đây, ai cũng muốn rước một cái người thương về để cho mình được chăm sóc bình thường, nhưng mà không biết cách làm sao hồi người đó héo queo. Hồi đó mà nhớ có cái bài hát gì, nếu em là chim thì anh xin mang chim vào lòng, nếu em là hoa thì anh xin đem cái hoa về nhà vậy đó. Nhưng mà mình đem về mà mình làm gì? Mình chọt vô trong bình để sẽ tới ngày nó héo, hay là mình phải chăm sóc? Không có cái gì chúng ta mua về mà chúng ta ăn liền được mà không có cái sự lắp ráp, lặt nhắt để có được. Ví dụ mình mua một cái tivi về, phải mở ra, trước hết đọc cái gì? Đọc cái instruction, coi những cái bộ phận của nó trước, rồi lắp ráp, chứ đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà ráp. Mình có cái tật không bao giờ đọc công thức, cứ ráp tới hồi ráp chặt, ủa sao kỳ vậy, bắt đầu mới mở giấy coi. Mà khi mở giấy coi thì con ốc đó nó hư rồi, có thể là vặn vô xong là mở ra là nó hư rồi. Mà trong khi đó người ta đã đưa sẵn cho mình một cái construction tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, mà có nhiều khi nó còn chỉ hình nữa, hình số 1, hình số 2, người ta chỉ rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta chịu khó đọc cái đó 5-10 phút chỉ đó là chúng ta biết cái cách ráp cái đó, mà không làm. Rồi quý vị thấy mình mua bó cải về, đâu phải để về sắc ăn, làm gì? Lặt, lặt nó ra. Nhưng mà nếu mà có những cái héo bỏ, nhưng mà có những cái mình ăn sống như vậy không được mà làm ra món khác thì ăn được. Ví dụ quý vị ăn bắp chuối, ăn bắp chuối bào để ăn bún, mình mở một hai cái bẹ bên ngoài ra, rồi trong đó nó có một nhánh, hai nhánh hoa chuối, đâu có ăn sống được, đâu có bào vô được, nó vụn hết. Thì bỏ cái hoa chuối nó ra một bên, bỏ cái bẹ chuối ra một bên, bào chuối này phải không? Nhưng mà cái bẹ chuối đó có thể rửa sạch để làm mắm, mắm cá lóc. Cái hoa chuối đó ngắt cái tim ở trong đó, nhúng bột chiên, ram nước tương mè là cá cơm kho. Thì Pháp Hoa nói như vậy á, là quý vị sẽ thấy rằng Phật Pháp nó nằm ngay trong từng cái chút đó. Tức là lời của Phật dạy chúng ta cần phải mang ra, không phải để nguyên si vậy rồi tụng, mà chúng ta có thể chúng ta chia sẻ, lặt ngắt, làm sao nó linh động, ăn ngon, không phí. Cũng giống như vậy. Thí dụ hồi nãy Pháp Hòa biết đại chúng ở đây ngồi gần 500 người, mà cái bản kinh mà mình in đó, nó có 100+ bản à. Thì có một bài kinh quan trọng ở trong đó là kinh Phước Đức. Nếu mà Pháp Hòa tụng thì có người ngồi ngó, ngồi ngáp và nghe không rõ. Thôi bây giờ đại chúng im hết để một người đọc kinh Phước Đức thôi, thì tất cả mọi người cùng nghe. Quý vị thấy cái đó gọi là gì? Linh động, uyển chuyển. Cái mục đích quan trọng là làm sao chúng ta chuyển tải. Đọc kinh á, đại chúng cùng đọc cũng được, còn không một người đọc, đại chúng nghe. Nếu mình biết rằng ở đây không đủ kinh thì cái người có quyển kinh đọc lớn cho mọi người cùng nghe, mà không cần phải lo là mình không có bản kinh. Thì Phật Pháp cũng thế. Phật Pháp là chúng ta cái nghi thức tụng niệm á, các chư tổ soạn 1, 2, 3, 4 để thành một cái bản kinh. Đó chỉ là cái căn bản để cho mọi người nương cái đó.
Nhưng nếu chúng ta biết nắm được Phật Pháp rồi thì chúng ta có quyền cắt bớt, gia giảm, thậm chí thêm nữa, để làm sao thời kinh đó hay, linh động, mà cốt là người ta nghe, ta mà tụng xong thời kinh, người ta nhận được cái gì từ một cái bài kinh đó. Ở trong chúng ta đó, ở trong tất cả chúng ta, ai cũng có một cái ước muốn đó. Ước muốn là được một người khác thương mình, và ước muốn là có người nào đó để mình thương. Cho nên mình mới đi tìm. Chứ nếu mình thương mình không, sống mình cho nó khỏe. Mà vì mình cũng thương mình đó, cho nên mình kiếm người nào biết thương mình đó, để mình nói tôi muốn ăn cơm cái con người nấu, tôi muốn uống nước cái con người rót. Mình thương mình cho nên mình đi kiếm một người để gọi là mình thương. Nhưng mà thực tế ra là mình đang thương mình nhiều hơn. Mình muốn kiếm người để chăm sóc mình. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, nếu Phật tử chúng ta hiểu được đạo Phật như bây giờ quý vị đang hiểu, thì đó là lý do tại sao quý vị thích thú tìm tòi nghe Pháp, học Pháp. Tuần này lễ này là long weekend mà, Labor Day mà, mình có quyền đi chơi với gia đình, với con cái trước khi nó tụ trường. Nhưng tại sao mình gác hết lại để mình đi vào một ngày tu học như thế này? Là tại vì mình thấy được một cái điều hay gì ở đó, an lạc gì đó trong khi chúng ta học Pháp, chúng ta tập. Cho nên thưa đại chúng, là quý vị nhớ là đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo để cho chúng ta chỉ có niềm tin không, rồi cúng, rồi xin, rồi lại vân vân. Mà cái quan trọng là chúng ta học được lời của Phật, rồi chúng ta ứng dụng và chuyển hóa được mình. Cái quan trọng là chuyển hóa mình. Bây giờ mình học cho thật là nhiều, hay là mình tụng cho thật nhiều, mình không chuyển hóa mình thì nó không có lợi ích được nhiều. Cũng giống như mình ăn cơm mà cơm nó không tiêu vậy. Ăn cơm là cơm phải tiêu hóa thì cái bao tử mình nó mới khỏe và mình mới có thể ăn nữa. Cho nên Đức Phật dạy á, cái người cư sĩ tại gia mà có cái phần an lạc ở trong đó là gì? Vì người đó có cái chánh mạng. Chánh mạng là gì? Nghĩa là người đó biết cân đối mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như mình đi chùa, nhưng mà cũng phải biết mình còn bổn phận với gia đình. Đi chùa làm công quả, nhưng mà mình còn bổn phận với gia đình, thì mình phải làm sao mình thu xếp được công việc nhà của mình, thì chừng đó mình đi chùa mới yên, và người nhà của mình không khởi phiền não với mình. Mà một khi mà họ bực bội, họ phiền não với cái chuyện đi chùa của mình, thì họ nói gì? Họ nói bậy. Họ hay dũa mình kiểu này kiểu kia, cái mình hay nói là tạo nghiệp. Nhưng mà họ tạo nghiệp là tại ai? Một phần cũng có mình. Tại vì mình không biết chánh mạng quân bình, cũng như mình chi thu. Mình có chi thì phải có thu. Phong Hòa ví dụ ha. Bây giờ cái thân thể mình đây, sáng ra cái mình thu một ly nước, 2 tiếng sau mình chi. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghe, cái bắt đầu cái mình thu một cái tô mì, miếng bánh mì ăn sáng, lát cái mình chi. Rồi trưa cái mình thu, lát cái mình chi. Nếu như mà mình chỉ thu không mà không chi á, đi thăm bác sĩ á, bệnh. Nhưng mà ngược lại, mà nếu mình chỉ chi không mà không thu á, mệt lắm á, lết luôn á. Có phải không? Bỏ qua chỉ nói ở mặt thân thôi. Cho nên á, mình phải thấy Đức Phật dạy, một trong những cái pháp an lạc của đời sống của chúng ta là chúng ta biết sống một cuộc sống cân đối. Khi chúng ta ăn ngon
thì cũng ăn vừa chừng. Vì ngon quá mà ăn nhiều cái đó thành ra ngán mất ngon. Ngày xưa Pháp Hòa có một cô sư đệ, cô Pháp Tịnh, cô nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà thường á, cô mới kể nhỏ với mình, cô nói tôi thiệt sự tôi nấu ăn không có ngon. Nhưng mà tại tôi biết nấu là tôi không bao giờ nấu dư. Tôi nấu thiếu thiếu vậy đó, ăn cái nó thèm thèm cái lần sau tôi nấu nữa cái nó ngon. Cho nên á, Tổ Quy Sơn cũng dạy á, người tu á, là có ba cái không nên đủ. Một là ăn, hai là ngủ, ba là mặc. Ăn, mặc, ngủ đừng có nên đủ quá. Tại vì con người mà ba cái này mà đủ quá nó sanh lười. Thí dụ như nói ngủ mà thiếu một chút thì còn dậy đi học, chứ nói để tôi ngủ đủ thì tới 12 giờ. Ví dụ vậy, thà là ngủ thiếu mà còn được đi học. Cho nên cũng có một chút ngủ rồi đi học. Đi học vậy rồi về cái giờ mình thiếu ngủ cho nên tối chịu khó ngủ sớm. Chứ còn mà nói là ngủ cho đủ thì phải tới 12 giờ mới đủ. Thì hãy mà 12 giờ thì mình trễ chuyện học hành. Cũng như đi làm thôi, chịu khó thức sớm một chút, đi làm để có tiền rồi về nhà nhờ ngủ sớm một chút cho nên đỡ thức khuya coi phim. Cho nên cái nào nó cũng có cái ăn thua là mình biết quân mình đó. Thì Đức Phật gọi cái đó gọi là chánh mạng. Chánh mạng nghĩa là gì? Là mình dùng cái cuộc sống của mình một cách chân chánh quân mình. Đồ bổ mà ăn nhiều quá nó thành ra vô bổ. Thí dụ như mình ăn cơm xong á, mình hay có khuynh hướng là mình ăn trái cây. Nhưng mà ăn như vậy không có tốt. Tại vì mình vừa ăn xong thức ăn là nhiều chất bổ, mình ăn trái cây vô là nhiều chất axit. Thì chất axit đó nó sẽ tiêu hóa những cái đồ bổ mình ăn. Thành thử ra ăn thì cũng được, nhưng mà nó không có lợi ích. Cái cách ăn đúng của người ta là mình ăn trái cây trước 30 phút rồi mình hãy ăn cơm, để nó làm cho cái thức cái đó nó làm tiêu hóa, mình ăn cơm nó ngon. Một lát cái chất axit đó nó không có làm hư đồ ăn của mình. Thậm chí mình ăn cơm no rồi uống ly thuốc bổ, nhất là uống yến rồi vậy đó, không có gì hết. Tại vì nó đi theo cái đường tiêu hóa, nó không nuôi dưỡng được. Cho nên thường người ta uống yến là ta uống buổi tối bụng trống, uống xong rồi đi ngủ nằm, để cho cái đồ bổ nó dẫn nó dưỡng. Cũng giống như là người ta, người mà biết là buổi tối người ta không có uống vitamin, tại vì vitamin nó làm cho mình tỉnh khó ngủ. Buổi sáng uống để nó boost up, nó im, nó tăng cái thể lực mình, có thể mình đủ năng lực mình sinh hoạt cả ngày. Còn muốn uống vitamin là uống buổi sáng. Vitamin uống vô rồi nó tăng cái lực của mình, nó giúp cho mình đủ sức khỏe mình làm việc một ngày. Mình uống vô ban đêm thì bắt đầu nó làm việc, nó làm việc thì nó khỏe quá cái tỉnh không ngủ. Thí dụ vậy. Cho nên quý vị thấy là cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Mà mình sống mà quân bình như vậy đó, cân đối như vậy đó, Phật gọi là chánh mạng. Và một trong những cái an lạc của người cư sĩ mà Phật dạy đó là chánh mạng. Mà cân đối luôn cả chi thu, tài sản, tiền của mình. Đức Phật dạy á, người cư sĩ Phật tử có bốn cái điều an lạc. Một là chúng ta có được cái nghề nghiệp tốt. Ví dụ như quý vị thấy á, mình đi học ra mình có được cái nghề đúng ý mình là tốt quá rồi. Hồi nãy trong kinh Phước Đức nói không, làm nghề thích hợp là phước đức. Là mình đi học, thí dụ như mình học làm một vị sư phạm, làm giáo sư dạy học, mà rốt cuộc đi bán ngoài chợ thì nó không đúng với cái nghề của mình. Được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Cho nên có được một cái nghề đúng ý mình tốt. Mà mình được phát triển cái đó. Khuya hôm qua Pháp Hòa tới đây cũng chiều tối lắm, thì có một vị Phật tử hay tới thăm. Cô cha tới thăm mà ngồi thăm thì không bao nhiêu. Lúc cô thăm gì, cô hỏi cô phát triển về cái tài nấu ăn. Cô thích về nấu ăn chay.
Rồi cô đến thì cô hỏi Pháp Hòa, đó làm sao, kia làm sao. Cô làm giống như mình là người biết nấu ăn vậy. Nhưng mà gặp lúc được nổ rồi thôi kệ nổ luôn. Đó là khi mình làm một cái gì mình có khả năng mình phát triển được cái đó tốt. Quý vị thấy một vị xuất gia cũng vậy. Trong số những người đệ tử xuất gia đó, có những người họ có mỗi người nó có một cái tài. Ví dụ có một thầy nào đó giỏi về mặt tụng kinh, có thầy kia giỏi về mặt thuyết pháp, có thầy nọ giỏi về mặt làm việc xã hội. Thì tất cả những cái khả năng của các vị đó, mỗi người có một cái đó, thì các vị đó phát triển được cái đó, thì đó là một cái niềm hạnh phúc an lạc cho mình. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa có mười mấy chú tiểu. Thì chú, mỗi chú thích một kiểu. Con chú nhỏ lúc đó mới học có lớp 6 à. Mà chú nói với Pháp Hòa, chú nói thầy nữa con lớn rồi con muốn làm nghề sửa xe. Thế thì mới hỏi, ô sao con thích làm người sửa xe? Chú nói tại con thấy chùa có xe nhiều quá. À, bây giờ nếu mà xe nhiều quá mà mình không biết sửa xe mà đem đi kêu người ta rửa sửa xe tốn tiền lắm. Nó ồ tốt quá, vậy con ráng học đi, mai mốt con làm kỹ sư sửa xe. Cái mấy vị mới nói trời ơi sao thầy không nói khuyến khích chú học cái gì giỏi hơn. Pháp Hòa nói giờ cái đầu nó có nhiều, mình nói hơn cũng đâu có được đâu. Bây giờ nó thích sửa xe mình cứ đưa cái thích, nhưng mà quan trọng là nó phát triển cái học hiện tại. Thật sự ra đến lớp 8 là nó thay cái thích rồi. Nó bây giờ nó đang ở cái chỗ đó mà mình cứ bình thường thôi, mình cứ phát triển cái chỗ đó của nó. Cái quan trọng là hiện tại nó đang thích cái đó, mình phát triển cho nó cái đó. Một cái thứ nữa là gì, nó muốn được cái đó và nó ráng học hiện tại. Cũng như con mình giờ nó nói mai mốt con lớn lên con làm bác sĩ. Trời, tướng mày bác sĩ. Nói vậy là mình nhấn nó xuống. Vâng, mà nếu mình nói ồ vậy ha con, được á, nhưng mà bây giờ con phải ráng học. Cái quan trọng là mình nhận ra cái nó muốn, rồi push up nó chỗ này nè. Con ráng học để mai mốt con được làm bác sĩ. Có một chú tiểu nói thầy, mai mốt có con muốn giống thầy vậy đó, đi giảng kinh. Pháp Hòa mới nói ờ được. Thì bây giờ đó thầy nguyên tủ sách đó, tụi con thích cuốn nào cứ vô đọc. Thầy còn ở đây nè, đọc chỗ nào không hiểu hỏi thầy. Chứ đợi thầy đi rồi chết rồi bắt đầu mới vô lục sách. Thì lúc đó có những cái không hiểu sao hỏi. Có một chú trước khi Pháp Hòa đi nói thầy cho con vô phòng thầy con mượn cuốn kinh Hiền Ngu. Có cuốn kinh Hiền Ngu bằng tiếng Anh. Pháp Hòa mới nói con đọc cho mấy em nó nhỏ quá sao nó hiểu nổi cuốn kinh đó. Nó không, con đọc xong rồi con summarize lại, con kể câu chuyện lại bằng cái chữ của bây giờ mấy em cho nó dễ hiểu. Mà mấy em thích lắm, con thử một vài câu chuyện rồi mấy em nó thích, nó tốt. Thì nói chung là mình nên khuyến khích. Mà thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta có nhiều khi mình không được cái hạnh đó. Mình thấy ai làm gì hay mình hay không muốn người ta hay hơn. Và mình nhiều khi một là mình bắt người ta ngang đó thôi được rồi, hai là mình chìm người ta xuống. Thí dụ người ta nấu ăn cũng được lắm, cái này cũng được mà hơi lạc, hơi mặn, mình cũng phải kiếm gì hơi chút. Mình nói vô, tức là mình thiếu đi cái phần khuyến thiện. Mà thưa đại chúng, khuyến khích là một cái điều rất là cần trong cuộc sống. Quý vị thấy Đức Phật không? Ai hỏi cái gì Đức Phật cũng không bao giờ mà rầy hết á. Đức Phật khuyến khích. Thiện Nam Tử, ông hỏi thật là hay lắm, ông thật là khéo hỏi. Nay tôi sắp sửa nói, ông hãy khéo lắng nghe. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Mình phải học cái cách đó của Phật á. Còn mình bây giờ ai hỏi gì, hỏi vô duyên quá cũng hỏi. Tức là mình cắt ngang người ta, mình thật sự ra đâu phải người ta vậy. Người ta hỏi là thật tâm người ta không hiểu, mà người ta mới đặt thành một câu hỏi mà đôi khi người ta không biết cái câu hỏi nó thực tế vậy, ta hỏi vậy thôi. Chứ không, cho nên bình thường câu hỏi nào mình cũng nhận một câu hỏi rất bình thường để mình khuyến khích. Mà mình đã biểu người ta hỏi rồi, người ta hỏi xong la người ta, thì làm sao người ta dám hỏi nữa. Cho quý vị thấy là bất kỳ câu hỏi nào
Pháp Hòa vẫn đọc câu hỏi đó. Và có đôi khi mình làm vui cho câu hỏi đó để làm chi? Để người khác đừng có thấy câu hỏi đó kỳ cục. Mà câu hỏi nào Hòa cũng thấy bằng cái từ cái tâm thành của người ta mà người ta muốn hỏi hết. Cho nên quý vị, mình phải học cái cách của Phật, luôn luôn khuyến khích. Rồi sau đó rồi các vị đã học cái bài kinh đó, nghe xong cái tôi nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin nguyện thọ trì kinh này và lưu truyền, nhớ không? Truyền thọ kinh này. Đức Phật nói tốt lắm. Khi mà các vị mà phát tâm truyền bá như vậy, các vị thiện thần hộ pháp, ô Phật nói Bồ Tát này Bồ Tát kia sẽ hộ trì, sẽ nâng đỡ cho quý vị. Thật sự ra Phật nói vậy là gì? Nghĩa là Bồ Tát đó là ai, hộ pháp là ai, là tất cả chúng ta đây nè. Chúng ta thấy một người nào người ta phụng trì cái điều gì hay lành, chúng ta khuyến khích. Cho nên ở trong cuộc sống, mình mà có cái phước, mình làm được việc gì mà người khác khuyến khích mình, sách tấn mình là mình biết mình có phước lắm. Mình làm mà có người tán dương, có người nâng đỡ, có người khuyến khích. Và chính bản thân mình, nếu mình làm được cái gì mà đúng cái thích của mình, mà mình được phát triển cái đó, thì quả thật là một cái tốt. Mình thích nấu ăn, rồi mình học nghề nấu ăn, rồi mình phát triển được cái nghề đó, gia tăng được cái phần đó, tốt lắm. Cái thứ hai Phật gọi là gì? Biết giữ gìn. Quý vị thấy á, sau 40 năm mình định cư ở Canada này, thì hải ngoại là nói chung bây giờ mọi việc ổn định, ai cũng nhà cửa có, và thậm chí con cái bây giờ ổn định hết, mình không phải lo gì nữa hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, đó là từ đâu mà được? Từ cái mình biết xài tiền của mình, từ cái mà mình biết xài một cách đúng đắn, có mà không phí, có mà không phí. Thường thường quý vị biết không, trong một khóa tu để ra mấy trăm cái phần giấy napkin trải trên bàn, thì khi mà mọi người ăn xong đứng dậy á, cái việc đầu tiên Pháp Hòa đi là Pháp Hòa đi gom mấy cái giấy đó. Tại vì Pháp Hòa sợ khi mà các ban trai soạn hành đường người ta dọn á, người ta tưởng là giấy dơ người ta gom, người ta lau chùi người ta bỏ đi nó uổng. Thậm chí cây muỗng sạch cũng giữ lại nếu chưa dùng. Cây muỗng sạch, đôi đũa sạch, mình đứng dậy mình gom cái đó trước, để người ta không có sơ ý, người ta gom cái đó bỏ vô cái đống đó nó rửa. Trong cuộc sống của mình, cái gì mà còn lành thì mình phải dùng nó. Đức Phật dạy trong kinh đó, nếu mình cầm lên một tấm vải ở trong cái bãi tha ma, thường thường ngày xưa các thầy là đi lượm vải trong mấy cái bãi tha ma để mặc, chứ đâu có ai cúng vải đâu. Rồi về mới giặt sạch, rồi cắt lại những cái chỗ rách, rồi mới đã thành một cái miếng vải vuông, mới ráp nó lại, ráp hàng trăm mảnh như vậy để thành một cái y quấn trên người. Cho nên cái y đó gọi là y bá nạp. Y đó gọi là y bá nạp. Thì cái y bá nạp này á, là nhờ những tấm vải như vậy. Thì Đức Phật nói á, mình á, nếu như mình cầm một tấm vải đó lên mà mình thấy tấm vải nào còn sạch thì mình nên giặt lại mình xài. Cũng như thế, tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống này, dù có cũng không phí. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái phước của mình mà có, mà mình phí nó là mình tổn, mình hủy cái phước của mình. Cũng giống như thí dụ bây giờ mình có một tô thức ăn, nếu mình nhắm mình ăn không hết thì mình xớt làm hai. Chứ còn mình đã biết mình ăn không hết mà mình cứ ăn rồi một lát mình bỏ, thì đôi khi đâu có ai ăn cái phần đó đâu. Nó thành một cái thói quen rồi, không bao giờ lượng, cứ ăn đi, ăn được nhiêu ăn, dư nhiêu bỏ, cứ trong đầu cứ nghĩ như vậy, thì nó thành một cái nghiệp sống phí. Thì bây giờ quý vị thấy ăn mà phí kiểu đó thì tất cả cái khác nó cũng phí theo. Cho nên á, thường thường cái nghiệp á, đầu tiên đó có một cái gọi là cái gì kia không, khởi tập. Cái nghiệp khởi lên
đầu chớm một chút. Nhưng mà nếu chúng ta không chuyển cái nghiệp đó thì chính cái nghiệp này nó sẽ lay mình, nó sẽ dẫn mình tới những cái nghiệp khác nữa. Ví dụ ha, mình đi đánh bài chơi nhỏ thôi, 5 đồng 2 đồng thôi mà, tiền của tôi chơi chứ tôi có chơi tiền ai đâu, nói vậy đó. Nhưng mà mình chơi riết cái nó thành ghiền, nó ghiền rồi bắt đầu hết tiền của mình rồi á, thì bắt đầu mình bắt đầu dòm ngó tiền người khác. Thì bây giờ cái nghiệp đánh bài này nè, nó sẽ dẫn mình tới cái nghiệp ăn cắp. Hồi đầu mình không có ý ăn cắp, mình chỉ chơi bài thôi. Nhưng mà chơi bài một lúc nào đó mình thua nhiều rồi, mà mình ghiền rồi, bây giờ lên cơn ghiền chịu không nổi, thì mà không có tiền thì bắt đầu ăn cắp, thành rồi nghiệp thứ hai. Nghiệp ăn cắp xong rồi bắt đầu á, hễ ăn cắp của người khác á, người khác hỏi tới thì phải nói gì, nói dông. Cái nghiệp thứ tư nó không mặt. Cho nên cái giới thứ năm là cái giới rượu chè cờ bạc xì ke ma túy, nó gom chung vô đó. Thì cái giới đó nếu mình vướng á, thì nó sẽ dẫn tới cái giới thứ tư là mình nói dốc, rồi có thể phạm luôn cả giới thứ hai là mình ăn cắp. Và thậm chí đôi khi nhiều lúc vì bảo vệ bản thân mình lỡ tay giết người cũng có, như là phim ảnh, là những cái câu chuyện ở trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nghe. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, một người Phật tử hay là nói chung là tất cả con người đi, ai sống trong cuộc đời này mà nếu chúng ta có được cái nghề nghiệp quân bình được cuộc sống, và thậm chí chúng ta có giới, là một niềm hạnh phúc. Tại sao? Vì chúng ta biết ngăn những cái gì mà chúng ta không nên làm. Cho nên cái lỗi mình nên trừ để không vi phạm vào cái tội. Cái lỗi là cái sơ ý, mà cái tội là cái cố tình. Mà cái sơ ý này ở trong cuộc sống nhiều lắm. Vì vậy cho nên ở trong giới Bồ Tát á, các vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, thì có cái giới gọi là giới thất ý. Thất ý là gì? Là sơ ý, là không quan tâm. Vì chúng ta sống hời hợt, ví dụ như mình nói chuyện mà không để ý cái feeling của người khác, thì cái đó là lỗi thất ý. Mình phải cảm nhận được cái feeling của người khác chứ. Mình nói sướng cái miệng mình thôi, đặc biệt là trong lúc giận. Rồi thậm chí nói chơi mà nói không đúng lúc, nói không đúng người, nói không đúng việc, thì cái lời nói chơi đó trở thành một câu chuyện quan trọng mà người ta cảm nhận rằng mình đang nói móc người ta, mình đang nói xỏ người ta, mình đang đem người ta ra thành một câu chuyện để mình trêu đùa, mà thật tâm mình không có. Nhưng mà người ta sẽ trách mình, và khi lỡ ra rồi thì mình thấy cái lỗi này lỗi gì? Lỗi sơ ý. Cho nên cái đó gọi là giới thất ý. Thất ý nghĩa là cái giới mà chúng ta không có để tâm, không quan tâm, quá sơ thất, sơ sót. Chữ thất là mất, mất cái ý tứ, mất cái chánh niệm. Cái thứ ba mà Đức Phật dạy á, là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Hồi nãy Pháp Hòa nói á, phương tiện đầy đủ gọi là nghề nghiệp, thấy không? Rồi biết giữ gìn một cách quân bình mọi thứ. Cái thứ ba mà Đức Phật nói là gì? Đó là chúng ta có thiện tri thức đầy đủ. Là gì? Nghĩa là chúng ta làm chủ được mọi thứ và chuyển hóa cho nó thành tốt hơn. Vậy này, trong cuộc sống của mình á, hồi sáng này Pháp Hòa có nói với một đạo hữu, mình có thể làm chủ nhà, chủ tiệm, mình làm có thể trong cuộc đời mình làm chủ nhiều thứ lắm, nhưng mà không có cái làm chủ nào quan trọng mình làm chủ mình. Mình làm chủ cái tâm mình được á, thì mình mới bớt khổ và làm cho người khác giảm khổ. Phá vào ví dụ ha, mình là người bệnh, mà người bệnh á, trong đầu mình nghĩ là được sự chăm sóc, mà người nhà của mình mà nghe mình bệnh là tự động bổn phận người ta chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị chăm sóc bệnh cho mình. Nhưng
mình phải làm chủ cơn bệnh của mình một phần nào để mình đừng có làm khổ cái người chăm sóc bệnh. Có nhiều khi mình bệnh ai không biết, mình bệnh, mình đau, mình quạo ai không biết, nhưng mà đâu có nghĩa là mình muốn nói gì mình nói đâu. Mình thiếu cái sự làm chủ thì đôi khi mình nói những lời nói làm cho người chăm sóc bệnh của mình, người ta nản, người ta chán, người ta buồn. Người ta biết trong lòng người ta là mình đang bệnh, biết vậy đó. Nhưng mà rồi hồi ta cũng có cái gì đó, người ta buồn một chút, người ta lo lắng một chút. Chứ mình làm bệnh á, mình được chăm sóc, mình phải làm chủ mình một chút, để đừng có nói, đừng có hành động. Rồi ngược lại, người chăm sóc bệnh cực lắm, thức khuya dậy sớm đủ thứ hết, đôi khi quạo luôn, nói hoài người bệnh không nghe. Cũng phải làm chủ mình chút. Tại vì mình không làm chủ mình thốt một câu lên, thí dụ mình nói bệnh gì bệnh hoài à, mệt quá, thì cái người bệnh nó thôi vậy đưa tôi chết cho rồi. Đó, quý vị thấy không? Cách đây mấy hôm thì Pháp Hòa có nói với một nhóm Phật tử đến thăm. Pháp Hòa nói thật sự ra đạo Phật đơn giản lắm. Hay là Pháp Hòa nói cách khác là thật ra cuộc sống nó đơn giản vô cùng. Nghĩa là ai cũng có cái quyền của mình hết á, nhưng mà quan trọng là cái quyền đó mình sử dụng sao. Ví dụ như mình có quyền mình nói, hay là người ta có quyền người ta tới với mình, người ta giúp mình, nhưng mình phải biết làm sao để mình tiếp nhận cái sự giúp đỡ đó. Quý vị biết là trong cuộc sống này chỉ cần chúng ta có cái chánh niệm ý thức thì mọi thứ nó sẽ khác lắm. Người ta tốt với mình, nhưng mình phải biết mình nhận cái lòng tốt người ta chừng mực cỡ nào, thì để cho người ta không thấy rằng mình đang lợi dụng lòng tốt của người ta. Mặc dù người ta tốt với mình nhưng mà mình không khéo á, người ta sẽ cảm nhận rằng mình đang lợi dụng lòng tốt. Và thậm chí lâu ngày nó sẽ hư mình là mình đã sử dụng lòng tốt người khác một cách thiếu chánh niệm. Cho nên á, người bệnh hay người không bệnh gì, cả hai đều phải tu hết. Đó, như nãy mà nói, người ta chăm sóc mình bệnh, cuộc sống đơn giản là mình bệnh là sẽ được chăm sóc, nhưng không có nghĩa là mình có thể tháo quát người ta. Quý vị thấy y tá ở đây nè, mình có la họ không có đâu nói gì, nhưng mà họ sẽ không, mình sẽ, trong mắt họ mình không có dễ thương, là mình là người rất là dữ, mình là người rất là khó khăn, thì họ chỉ làm đúng bổn phận của họ với mình một ngày bao nhiêu lần mà thiếu cái tâm. Họ đến với mình vì bổn phận chăm sóc, nhưng mà không đem hết cái tâm của họ đối với mình. Nếu mà một người bệnh á, trong bệnh viện á, mà nhẹ nhàng với y tá, bác sĩ, người ta đến với mình bằng bổn phận, nhưng mà trong đó ẩn bên trong là gì? Một cái tấm lòng của người ta. Cho nên trong cuộc sống quý vị sẽ thấy rằng có những người đến với mình đã có hai cách người ta đến nha. Một là người ta đến bằng cái tấm lòng, hai là người ta đến vì bổn phận trách nhiệm. Thí dụ như người ta là nhân công, mình làm chủ, mình cứ la hét người ta hoài, thì người ta sẽ đến với mình đúng bài bản thôi. Anh mướn tôi 8 tiếng, đúng 8 tiếng tôi về. Bây giờ tôi không có tình cảm gì với anh đó. Tại vì anh sống làm chủ mà không có tình cảm với tôi. Thì có người nó có đáp, có đối nó mới có đáp. Thì vậy cho nên hôm nay Pháp Hòa trích một cái bài kinh Đức Phật dạy 4 điều an lạc của người cư sĩ. Đầy đủ về phương tiện, đầy đủ về sự tiêu xài, đầy đủ về thiện tri thức, và đầy đủ về cái sự chánh mạng. Chuyển hóa mình đó, quan trọng lắm. Cũng như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Nếu như quý vị thấy mình nấu cơm lỡ nhão mà mình không biết làm gì với nồi cơm đó đó, thì nó phí không? Bây giờ nếu nồi cơm mà lỡ nhão mà đem đổ thêm nước vô á, thì bây giờ nó sẽ thành nồi cháo. Thì quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa, chứ không phải chúng ta chỉ có công thức đó. Lỡ nấu cơm nhão thì chúng ta có thể chuyển hóa thành cháo.
Nhưng mà khi cái nồi cơm nhão đó đem ra rồi, bây giờ cháo là mình biết rồi đó, nó sẽ ra nhiều hơn. A Tầm Phù nhắm mắt nhắm mũi đổ nước vô nguyên nồi cháo đó, ăn một tháng không hết. Bây giờ cũng cái nồi cơm nhão đó chia làm 4 phần. Hôm nay mình nấu một phần, 3 phần chia mình cất. Thì mình sẽ có được 4 lần cháo ăn mà fresh. Không phải ăn một cái lần nồi cháo mà hâm hoài, hâm nó khét luôn. Hay là thậm chí ăn cuối cùng nấu một nồi cháo quá ẻ, ăn không hết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái tu hành là nó cái chỗ đó thôi. Cái chỗ đó nè. Chứ bây giờ á, quý vị đã nhận ra đạo Phật. Quý vị nhận ra đạo Phật không phải một cái đạo Phật mà như xưa nay mình hiểu nữa. Cúng cơm phải mấy chén, phải bao nhiêu món, rồi phải bao nhiêu mâm. Bây giờ mình thấy à, mình hiểu đạo rồi, mình vẫn cúng cơm, nhưng mà cúng cơm rất hạnh phúc. Một mâm cơm đơn giản đó là biểu tượng. Cái hôm rồi có một em nhỏ đó, nó khoảng chừng 15 tuổi thôi, thì nó đi với ba mẹ nó lên chùa. Pháp Hoàng mới hỏi con thắp nhang cho ông ngoại chưa? Nó dạ con thắp nhang rồi, hình ông ngoại con đó đó. Mà ông ngoại nó mất hồi nó có 2 tuổi à. Thì Pháp Hòa mới giải thích, con có biết không, đó là lý do tại sao người Việt Nam lập bàn thờ ông bà ở trong nhà. Bởi vì nếu không lập bàn thờ ở nhà, không có bàn thờ ông bà, thì tụi con không biết mặt mũi ông bà. Ngay một đời một thế hệ thôi là đã không biết ông bà thì những thế hệ sau là mất hết. Vậy thì con phải nhớ rằng cái bàn thờ ông bà không phải là mê tín. Bàn thờ ông bà là một cái hình thức nuôi dưỡng gốc rễ của con cái. Ông ngoại con mất hồi con 2 tuổi à, con đâu có nhớ mặt hết đâu. Nhưng mà nhờ cái hình thờ nè, con hỏi ba con đây là ai. Ồ, ông ngoại con. Rồi mai mốt con lớn lên, con có vợ, con có con nó không biết ông đó là ai. Nó hỏi con, đây là ông cố con. Nhưng mà nếu như mà mình cất cái hình nó luôn, thờ gì nữa hết, thì cái hình đó sẽ trở thành một nhân vật nào đó ở trong gia đình mà không hề ai biết ông đó là ai. Một năm cúng dỗ một ngày, không có gì mê tín hết. Nếu mình không biết cúng, mình chấp trước vào hình thức, người ta mới cho mình mê tín. Còn cúng dỗ mình biết cúng là mình sẽ nói được lên cho con cháu biết cái ý nghĩa cúng dỗ. Nếu không có cúng dỗ thì đâu có sự tập hợp. Cũng giống như nè, Phật tử nha, nhiều khi mình nói mình là Phật tử mà năm mình không có đi chùa. Nếu không có ngày Phật đản, chắc gì gặp nhau. Cho nên tổ chức lại Phật đản để mọi người ô, hôm nay sinh nhật của Phật, rồi bắt đầu bày ra cái vụ tấm Phật. Hồi thời Phật không có tấm Phật nha. Cái vụ tấm Phật là mới sau này mình mới bày ra tấm Phật. Rồi tấm Phật là để biểu tượng rằng á, mình lấy cái nước á, tượng trưng cho định, bỏ hoa vô trong nước là tượng trưng cho giới, Đức Phật là tuệ. Mình lấy nước của định, của giới tẩy sạch cái tâm trần cấu để hiển lộ một Đức Phật là trí tuệ, là chánh niệm. Nhưng mà có nhiều khi người ta hiểu tắm Phật vậy xong rồi lấy miếng nước vuốt đầu mạnh giỏi. Có nhiều người đi tắm mà xách theo cái hũ nữa để xin miếng nước đó về uống cho mạnh giỏi. Phải không? Thành thử ra nếu mà ai cũng hiểu đạo Phật cái kiểu đó đó, thì đạo Phật không thể nào last long được. Thì người ta sẽ nhìn vô đạo Phật, thì ra ông Phật đợi năm tắm lần để kiếm chút bụi về uống. Ta hiểu đạo Phật kiểu đó là đạo Phật không thể nào kéo dài thọ mạng được. Còn nếu mình hiểu rằng á, mình vẫn làm lễ tắm Phật nha, nhưng mình không hề hiểu rằng tắm Phật là để cho Phật sạch hay để Phật phù hộ mình, mà tấm Phật là gột cái tâm. Nước là tượng trưng tỉnh, cái hoa mình ngắt mình rải vô đó là tượng trưng cho giới,
Đức Phật là tượng trưng cho chánh niệm, là trí tuệ. Mình vốn vẫn có trí tuệ đó, nhưng mà mình không có chịu dùi mài chùi rửa thì trí tuệ đó nó bị lu mờ. Ngày hôm nay cần lấy nước định, nước giới tẩy sạch cái bụi đó đi, thì một Đức Phật có mặt, Đức Phật hiển lộ. Và đản sanh là gì? Là một Đức Phật sanh. Mỗi ngày mình mở mắt ra là một ngày mới rồi, thì mình phải tuyên bố rằng ngày hôm nay là Phật đản sanh. Chứ đâu phải là năm chỉ có ngày, nhưng mà không có ngày đó thì mình không có sự quy về. Cũng giống như Vu Lan vậy, đâu phải đợi tới ngày Vu Lan bắt đầu mới nỉ non lòng mẹ bao la rồi ngồi khóc nhìn hoa tuổi phận mình màu trắng đơn coi, rồi mấy ngày kia nó mừng quá bà chết sớm tôi khỏi lo. Đâu phải chỉ có ngày lễ Vu Lan đó đâu. Mà nếu mà Vu Lan là một ý niệm, chữ Vu Lan là cái sự cứu khổ. Ngài Mục Kiền Liên á, dùng con mắt thần thông để tìm coi mẹ mình đang ở cái chỗ khổ đau nào, phải không? Trong kinh nói vậy phải không? Em không nhớ. Trong kinh đó là Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để nhìn mọi người, nhìn tìm kiếm mẹ mình đau khổ. Ô, thấy mẹ mình khổ quá, đem chén cơm tới cho mẹ. Mẹ thấy chén cơm sẵn đang đói bụng mà đông quá, lấy cái tay che lại để một lát thấy ăn của mình sao. Thì vừa đưa cơm lên miệng bằng cái tâm keo kiết bỏng sẻn đó, cho nên cơm hóa thành than lửa ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy tội nghiệp quá, xin Phật. Phật mới nói ông hiếu thảo lắm, nhưng mà một mình không thể cứu, phải nhờ thần lực của Tăng. Thời đại khái là vậy đi. Vậy thì bây giờ quý vị thấy rằng chỉ có Ngài Mục Kiền Liên mới được thần thông cứu mẹ rồi, còn mình không có thần thông cứu ai. Vậy thì cái ý nghĩa đó là mỗi người chúng ta mỗi ngày phải dùng con mắt đạo thông này nhìn tất cả mọi người, và chúng ta thấy rằng ai cũng đang khổ lắm. Nhiều khi trước mặt mình ta cười cười nói trong này nát như tương ăn phở vậy. Cho nên mình nhìn người ta, mình thấy người ta khổ, mình tới mình nâng đỡ người ta bằng mọi hình thức. Cho nên một Kiền Liên là mình dùng con mắt đạo để nhìn mọi người, để mà thấy được cái khổ của người. Mà con người mà khổ nhất, cái gốc khổ là từ đâu? Từ cái tham. Nhưng mà tham là tham nhiều kiểu lắm, tham nhiều cách lắm, không phải một cách tham đâu. Tham ăn chỉ là một thôi. Có người là tham ngủ, có người tham danh, có người tham tiền, có người tham sắc, có người tham đủ cả năm. Tài, sắc, danh, thực, thụy, năm thứ đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người, con người chúng ta là ai trừ được cái đó. Ai cũng còn vướng cái đó hết. Nhưng mà có tu á thì cái này nó quân bình. Bộ nói tu khỏi ngủ hả? Tu không phải ngủ chứ, nhưng mà ngủ vừa thôi, ngủ nhiều mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều mất dấu hỏi. Nói người tu vẫn ngủ, người tu vẫn ngủ chứ không ngủ cái đầu nó bần thần sao đủ tỉnh táo để làm việc. Phải ngủ. Người tu vẫn ăn, nhưng mà bây giờ ăn sao? Ăn hiền lành, ăn hiền lành, ăn vừa đủ, ăn mà còn coi ngó trước sau, ăn mà còn quán chiếu thức ăn. Cái món này nè nó ngon lắm, tôi thích lắm, nhưng mà nó dầu nhiều. Bây giờ tôi cơ thể ăn không được nữa nhiều, ăn chút cho vui thôi. Cái món này tôi thích lắm, nhưng mà bản chất nó là độc, ăn vô nhức lắm. Thôi tôi ăn chút cho vui thôi, và thậm chí miễn ăn khác. Thì cũng ăn vậy. Cho nên đừng có nói là con người mình là đọa ngũ dục nha. Cái hạnh phúc nhất của mình là quân bình ngũ dục. Ai mà không ăn, ai không ngủ, ai không cần tiền, ai không thích đẹp, trời ơi, đi chùa tu rồi đó mà áo tràng phải vải gì nè,
Thầy chùa cũng vậy luôn. Nâu phải nâu gì? Nâu đen chụp hình mới đẹp. Thí dụ vậy. Cho nên con người mình vẫn còn thích đẹp. Chứ đừng nói tôi giờ khỏe lắm, hết thích đẹp rồi. Không dám đâu. Nhưng mà mình tu ở đây là mình có chánh niệm để mình quân bình nó, như Đức Phật dạy. Chánh mạng quân bình, chứ không phải là chúng ta buông xuôi buông lung. Mình tu á không có nghĩa là ôi tiền tài là vật ngoài thân rồi mình phung phí mình buông lung, không đúng. Hay là mình coi thường nó, mình không có sử dụng nó đúng cũng không được. Biết thân này là vô thường nhưng không thể hủy nó, bởi vì nó mất rồi lấy gì tu, phải không? Cái thân này mất rồi không có tu được, tại tu là tu cái tâm, nhưng mà mượn cái thân này để tu. Cho nên Phật mới nói đó, mượn chiếc thân này như chiếc thuyền qua sông. Thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là đạo Phật cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về mọi vật, nhưng không phải để chúng ta hủy bỏ mọi vật. Hai cái đó chúng ta phải xa. Hồi đầu á thì coi gì cũng thiệt hết, cái bắt đầu phung gì đó phung phí hay là xài mà chấp trước. Nhưng mà bây giờ á Phật dạy mình đây, biết nó vô thường cho nên giữ nó, nhưng mà lỡ nó vô thường không buồn khổ với nó. Tại vì thân mình á o dữ lắm, chăm sóc lắm, thuốc bổ ai quảng cáo cũng uống đó. Uống thuốc bổ, sức kem dưỡng da, làm đủ thứ hết. Nhưng mà tới lúc nó nhăn là nó phải nhăn thôi. Tại vì bản chất đó là nhăn và nheo. Còn mình mà nheo sớm thì nó nhăn sớm, phải không? Đó là bản chất thật của cuộc đời. Còn những cái gì mà người ta sáng tạo ra để cho mình dưỡng nhớ, nó là dưỡng thôi. Mà đã dưỡng nghĩa là tạm, không có thật. Đây cái hoa này nè, cắm vô hang, spray nước nè, tưới nè, dưỡng thôi. Rồi một ngày nào đó, hai tuần lễ sau, nó phải đi theo cái sự bản chất của nó là nó phải héo, bởi vì nó lại là hoa. Nhưng mà nó là kiểng cây thì nó khác. Mình dưỡng nó khoảng được 10 năm. Thân này nè, bây giờ đi mua cái gì cũng có guarantee hết á. Mua cái tivi guarantee 2 năm. Mua cái microwave guarantee 1 năm. Mà cái thân này không có cái giấy guarantee. Không ai dám bảo đảm bán cái giấy guarantee mình được bao lâu hết á. Cho nên nhiều khi nghĩ cho cùng thì mình thua cái máy. Cái máy nào nó còn có guarantee, chứ còn cái này không có guarantee. Nó có thể bệnh bất cứ lúc nào và nó có thể đi bất cứ lúc nào. Vậy thì người học Phật học Phật để làm gì? Học Phật á, là chúng ta soi sáng tâm thức của mình, để chúng ta nhận diện mọi thứ xung quanh mình như thật của nó. Bản chất là vô thường, cho nên mình sống với nó. Lúc nó còn mình sử dụng, lúc nó hoại mình bình an, không chấp trước. Cái mà mình khổ là mình chấp ngã, là mình chấp pháp, là chấp vào vật. Nhớ ha, chấp ngã là mình này, dính vào cái mình. Tôi là thật, tôi là có quyền, tôi là có lực, có thế, vân vân. Đây là chấp ngã đó. Chấp pháp là mọi cái pháp nào nó hiện tượng xung quanh. Ví dụ cái hoa này phải tươi, cái trống kia phải thanh, cái mỏ nọ phải thanh, cái chuông kia phải ngân. Không, không phải vậy. Và pháp đã không thì không có cái gì gọi là ngã sở. Ngã đã không thì làm gì có ngã sở. Ngã sở là gì? Những cái thuộc về tôi. Không có. Có không? Không có. Đấy, 20 năm trước, 30 năm trước, cái này là cái rạp hát. Rồi cái người chủ xây rạp hát này bán đi thì hết ngã sở, đâu có cái gì của họ, phải không? Rồi cái bắt đầu làm chùa. Biết đâu chừng vài chục năm nữa cái chùa này phát triển đi đến một miếng đất nào rộng, xây cất lớn hơn, thì cái này cũng không còn là ngã sở. Đây, cái thân này mình kêu là thân của tôi thì nó là thuộc về ngã sở rồi đó nha. Nhưng mà thiệt sự không có phải của mình.
mình tạm mượn để mình xài thôi, mấy mươi năm rồi cuối cùng mình phải trả về cho đất nước gió lửa. Không có cái gì bi quan hết, thấy thật như vậy. Để rồi trong khi nó còn mình phải sử dụng cho đúng. Sử dụng cho đúng rồi khi nó héo, nó mất đi, bình an với nó. Còn ví dụ mình lại Phật, mình cúng Phật rồi đó, đó chỉ là một sự biểu lộ nhớ ơn Phật. Phật là người chỉ dẫn cho con cái phương pháp tu sống. Quý vị nhớ, lại Phật, cúng Phật chỉ là một hình thức tỏ lòng nhớ ơn. Còn cái chính đó là chúng ta nhận được lời Phật và chúng ta ứng dụng, chúng ta sống. Ngày nay quý vị hiểu Phật khác hơn xưa rồi. Bây giờ quý vị hiểu Phật rồi, quý vị đâu còn đố với tiền vàng bạc nữa, phải không? Còn ai còn đố không? Khỏi đố cái đó nữa, đỡ tốn tiền. Thay vì như vậy đó, làm phước đi. Thay vì mình đố cái đó đó, mình đi làm phước bố thí. Còn nếu muốn giữ phong tục, đốt vài tờ cho có lễ thôi, đâu cần phải đốt nhiều. Vài tờ có lễ gọi là muốn giữ phong tục. Cũng giống như bây giờ mình thắp nhang, có cần phải thắp ba cây không? Không cần. Mặc dù ba cây tượng trưng cho giới, định, tuệ, nhưng mà một cây đủ rồi. Tại vì trong một nó có hai cái kia, trong một nó có hai kia. Cũng giống như mình tưới cây, đâu cần phải tưới từng cái lá đâu, tưới cái gốc nó thôi. Rồi cái gốc nó mà nó hút đủ nước rồi nó nuôi trên chứ gì đó. Hồi nhỏ mà không biết mà tưới cây, mà cầm mà tưới từ là từng cái lá gì, mình nghĩ là tưới như vậy nó cây nó mới sống. Tưới xong chết luôn, nó úng, nước nhiều quá nó úng. Cho nên thưa đại chúng là khi mình hiểu được Phật rồi đó, giống như Pháp Hòa thường hay nói, quý vị xếp áo, thường thường mình xếp áo, mình nắm ngay cái sống áo, đúng không? Mình nắm ngay cái sống áo để làm chi? Để hai cái tay áo nó tự nó gập vô. Rồi cái bắt đầu mình nắm cái sống áo, rồi mình cầm hai cái tay đó, cái mình xếp được cái áo. Phải không nào? Quý vị xếp áo tràng có xếp vậy không? Xếp y vậy đó. Nắm ngay cái sống áo tràng thì tự nhiên hai cái tay áo tràng mình nắm đó, rồi mình để vô người mình xếp. Học Phật cũng vậy, mình nắm được cái xương sống, cái cốt tủy của đạo Phật rồi đó, đâu nó vô đó hết, đâu nó vô đó hết. Cho nên chỉ cần mình nắm được cái chìa khóa chánh niệm, chánh niệm là chìa khóa mở tất cả các cửa, chánh niệm là trái tim của sự tu tập. Chánh niệm là gì? Là ý thức rõ rệt, ý thức rõ rệt cuộc sống, thời gian, mọi thứ hết, thì tự nhiên cuộc sống mình an lạc. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây, vì mình có chánh niệm, cái bụng nó kêu. Rồi cộng thêm á, trưa hôm nay sau giờ cơm khoảng 1 giờ sẽ có lễ quy y. Thì quý vị nào muốn quy y thì quý vị có thể xuống bàn nhận cái đơn, hoặc hết rồi thì ghi vào giấy rõ ràng tên họ, giới tính, ngày sinh. Chút xíu nữa trước khi cái phần vấn đáp đó thì mình sẽ có cái lễ quy y ngắn cho quý Phật tử hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần sinh hoạt trả lời câu hỏi. Quý vị có những thắc mắc gì liên quan đến Phật pháp tu hành, quý vị có thể viết vào tờ giấy rồi bỏ vào cái chuông này. Tất cả câu hỏi bỏ vào cái chuông này. Rồi một lát nữa mình sẽ bóc những câu hỏi này ra để mình trả lời. Thì nếu mà hy vọng chúng ta đủ thời gian thì chúng ta trả lời hết. Còn không, những câu hỏi nào còn lại thì mình sẽ để lại dịp khác. Xin quý vị cùng, vì thưa đại chúng là hiện tại cái không gian mình cũng nhỏ và chúng ta cũng hơi đông, cho nên quý vị chịu khó theo sự sắp xếp của chùa ở đây. Bởi vì mình ở đây là mình mượn chùa, rồi chùa sẽ lo cho mình phần cơm ăn đó. Cho nên mình phải nên theo cái sự sắp xếp của chùa, đi vào cái trật tự để cho chùa cũng hoan hỷ với cái sinh hoạt của mình. Lần sau mình có trở lại nữa, nói cho tôi mượn sân được không? Thì các vị cũng hoan hỷ cho mình. Dạ. Thôi thì chúng ta xin tạm dừng ở đây, chút xíu nữa sẽ gặp lại quý vị. A Di Đà Phật.
Thầy mời đại chúng mà chúng ta chắp tay hồi hướng. Sau khi hồi hướng rồi đó, quý vị khoan đi và chúng ta nên nghe thông báo cho rõ ràng để trước khi chúng ta sinh hoạt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và